là địa phương từng là điểm nóng về bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, song nhờ nỗ lực phòng chống dịch của các cấp chính quyền địa phương, số ca mắc ở quận Sơn Trà đã giảm mạnh, vùng xanh dần được mở rộng trong 18 ngày qua. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phường An Hải Bắc là một trong năm phường của quận Sơn Trà từng thuộc diện cách ly y tế. Nhưng từ ngày 1 tháng 8 đến nay, đã hơn một tháng, trên địa bàn phường không có ca nhiễm COVID-19. Đây là một trong 12 phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được công nhận là vùng xanh an toàn. Thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người dân và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ người ra vào các khu dân cư. Do đó thì địa bàn tôi cũng là cơ bản ổn định và người dân cũng chấp hành rất là tốt, chấp hành tốt chủ trương của thành phố. Và thời gian từ 1 tháng 8 đến giờ thì chúng tôi đã triển khai là 7 lần xét nghiệm, trong đó 3 lần xét nghiệm toàn dân và 3 lần xét nghiệm cộng đồng. Thì 7 lần xét nghiệm đó thì tất cả người dân được âm tính hết. Để giữ vững vùng xanh an toàn, phường An Hải Bắc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các tổ COVID-19, tăng cường kiểm tra, chốt chặn, chống lây lan dịch bệnh. Tôi phối hợp với lại cái tổ giám sát người ra vào chợ, tiểu thương buôn bán và những người dân xem có đủ giấy tờ đảm bảo hay không. Thứ hai nữa thì thường xuyên phối hợp với là ban quản lý chợ để đi tuần tra nhắc nhở các tiểu thương và những cái người dân đi mua hàng ở trong chợ đảm bảo giữ đúng khoảng cách, đúng 5K. Sau khi xuất hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà đã nhanh chóng trở thành vùng nóng về dịch COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 tăng từng ngày và có đến 5 phường phải cách ly y tế. Thế nhưng, nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, số ca mắc mới giảm nhiều. Hiện quận Sơn Trà có 2 phường công nhận là vùng xanh, đó là An Hải Bắc và Mân Thái. Với cái tinh thần quyết tâm của quận Sơn Trà, bằng mọi cách phải dập cho được dịch. Với cái sự đồng thuận cao của việc thì đến ngày hôm nay thì phải nói rằng chúng tôi cũng rất mừng vì có một số phường trên địa bàn quận hơn 14 ngày chưa có ca nhiễm mới. Dù có kết quả khả quan, song quận Sơn Trà chỉ đạo các phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua mở rộng và bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, quyết tâm bảo vệ thành quả phòng chống dịch, góp phần cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.